Sản lượng dầu do Nigeria sản xuất đã sụt giảm gần 40% vì các cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến ở miền nam Nigeria. Theo Bộ trưởng Tài nguyên dầu Emmanuel Bachiku, ông Kachiku nói với Hạ viện Nigeria hôm 16 tháng 5 rằng số lượng dầu thô do Nigeria sản xuất đã giảm từ 2,2 triệu thùng xuống còn 1,4 triệu thùng một ngày. Ông nói sản lượng giảm tới 800.000 thùng dầu mỗi ngày là do các cuộc tấn công không ngừng làm gián đoạn sản xuất dầu tại lưu vực sông Niger. Nigeria lệ thuộc vào lĩnh vực sản xuất dầu thô để mang về phần lớn lợi tức quốc gia và ngân sách quốc gia năm 2016 đã được tính dựa trên giả thuyết sản lượng dầu thô là 2,2 triệu thùng mỗi ngày với giá 38 đô la mỗi thùng. Các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống hạ tầng trong lĩnh vực sản xuất dầu hỏa đã tăng ở miền nam Nigeria, nơi mà một nhóm tự xưng là nhóm báo thù ở lưu vực sông Niger đã tàn phá các cơ sở dầu hỏa. Nhóm này đòi hỏi các nguồn lợi do dầu hỏa mang lại phải được chia nhiều hơn cho dân cư địa phương và đã thề sẽ phá hoại nền kinh tế Nigeria. Lưu vực sông Niger đã chứng kiến một đợt bạo lực trong thập niên qua, khi các phần tử nổi dậy tấn công ống dẫn dầu và bắt cóc công nhân. Bạo lực chỉ sút giảm vào năm 2009 khi chính phủ Nigeria áp dụng một chương trình ân xá và mua chuộc các phần tử nổi dậy.